Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày 5 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014. Hội thi chăn nuôi bò bê giỏ năm 2014 ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Ninh. Chuyên mục trung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự tiến hóa khó khăn trong xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Hôm qua ngày 4 tháng 10, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã tổ chức lễ hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014. Với thông điệp hãy hành động vì một môi trường không rác, chiến dịch không chỉ kêu gọi khuyến khích cán bộ công nhân Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ý thức trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, mà còn vận động cộng đồng doanh nghiệp tại khu vực Phong Nha Kẻ Bàng cùng tham gia làm sạch môi trường. Sau lễ hưởng ứng, toàn thể cán bộ nhân viên Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã cùng nhau thu gom rác thải, dọn sạch cả đoạn đường tại khu trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, vớt rác thải trên sông Son. Tại buổi lễ, đại diện các hộ dân tại xã Sơn Trạch cũng đã ký cam kết không xả rác thải ra đường, canh rạch, nơi công cộng, phân loại rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông, tăng cường sử dụng túi thân thiện với môi trường, tích cực dọn dẹp vệ sinh nhà ở, nơi công cộng, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, vân vân. Thời gian qua, tuổi trẻ thành phố Đồng Hới đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, chương trình, phần việc thanh niên sôi nổi thiết thực chào mừng đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Bình lần thứ 5. Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã chọn phường Hải Đình làm điểm chương trình xung kích tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị với phương châm mỗi thanh niên làm một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực vì an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tuổi trẻ Hải Đình đã ra quân làm vệ sinh tại khu vực công viên Hồ Thanh, phạt quang cây cỏ, làm nên, thực hiện gắn biển công trình đoàn đường thanh niên tự quản tại đường Nguyễn Trãi. Tuổi trẻ phường Hải Đình còn tổ chức chương trình giao lưu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tặng quà cho các em học sinh nghèo hiếu học của xã Đức Ninh. Công an xã Lộc Thủy vừa phối hợp với công an huyện Lệ Thủy tổ chức kiểm điểm nhóm gồm 8 đối tượng vi phạm pháp luật tại khu dân cư. Nhóm đối tượng đưa ra kiểm điểm đợt này là Phạm Văn Lĩnh sinh năm 1991, Phạm Văn Thư sinh năm 1985, Phạm Văn Nico, Nguyễn Văn Dũng cùng sinh năm 1992, Đào Hữu Lợi sinh năm 1997, Bùi Hữu Tính sinh năm 1989, Phạm Bá Hảo và Trần Minh Thắng sinh năm 1998. Cả đối tượng trên đều có hộ khẩu thường trú tại xã Lộc Thủy, đã có hành vi trộm cắp tài sản. Từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện 91 vụ trộm chó và mèo với tổng trị giá trên 55 triệu đồng để lấy tiền ăn chơi. Tại buổi kiểm điểm, cả đối tượng đã thừa nhận sai phạm của mình và hứa sẽ không tái phạm. Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng ngày vì người nghèo năm 2014, sáng nay ngày 5 tháng 10, Hội thi đua các đơn vị dịch vụ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khởi công trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho một hộ gia đình nghèo tại thôn Hàm Hoa, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh. Gia đình anh Phạm Ngọc Linh và chị Hà Thị Liên là một hộ nghèo ở thôn Hàm Hoa, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Anh chị có 3 con nhỏ và hiện tại không có việc làm và vẫn chưa có nhà ở. Hai vợ chồng hiện đang phải tả túc trong một căn lều tạm bợ giữa đông. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của anh chị,
Qua khảo sát thực tế và được sự đồng thuận của cấp ủy chính quyền địa phương, trong đợt này cả đơn vị trong khối thi đua các ngành dịch vụ của tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ cho vợ chồng anh Phạm Ngọc Linh và chị Hà Thị Liên số tiền 62 triệu đồng để xây dựng một căn nhà mới. Theo đó, căn nhà mới cấp 4 sẽ được xây dựng với diện tích gần 60 mét vuông, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2015 sắp tới. Bước đầu, đại diện khối thi đua các ngành dịch vụ của tỉnh Quảng Bình đã trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh Phạm Ngọc Linh và chị Hà Thị Liên để tiến hành xây dựng nhà. Số tiền 32 triệu đồng còn lại sẽ được tiếp tục trao cho gia đình khi thi công hoàn thành. Tại lễ khởi công và trao tiền hỗ trợ, lãnh đạo ban thi đua khen thưởng tỉnh và khối thi đua các ngành dịch vụ của tỉnh Quảng Bình đã đề nghị lãnh đạo địa phương và gia đình cần khắc phục những khó khăn về thời tiết, hỗ trợ thêm ngày công và vật chất để công trình sớm được hoàn thành và bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán. Được biết, trong 3 năm trở lại đây, các đơn vị trong khối thi đua tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để xây dựng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa cho cả gia đình người nghèo, gia đình chính sách và có công với cách mạng. Hôm qua ngày 4 tháng 10, Hội Chữ Thập Đỏ Quảng Bình phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đồng Hới mở lớp tập huấn công tác chữ thập đỏ khối trường học năm học 2014-2015. Lớp tập huấn có sự tham gia của 40 học viên. Tại đây, các học viên là các giáo viên học sinh của trường Trung học cơ sở số 2 Đồng Sơn đã được nghe các chuyên đề về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học. Trọng tâm là công tác tuyên truyền, vận động cán bộ giáo viên học sinh, nhân dân tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai và sơ cấp cứu ban đầu đối với người bị tổn thương. Đây là hoạt động thường niên của Hội Chữ thập đỏ thành phố vào đầu năm học mới tại các trường học trên địa bàn, là dịp để các tình nguyện viên làm công tác chữ thập đỏ tại trường học nâng cao kiến thức và các kỹ năng tuyên truyền trong các hoạt động nhân đạo. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn để thanh niên Quảng Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đồng Hới. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Hội thi chăn nuôi bò bê giò năm 2014 ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Ninh. Chuyên mục trung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự tiến hóa khó khăn trong xây dựng nông thôn mới. Nhằm phát triển phong trào chăn nuôi bò lai sinh, tạo khí thế hăng hái thi đua lao động giỏi trong công nhân, hôm qua ngày 4 tháng 10, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Ninh đã tổ chức hội thi hồ chăn nuôi bò bê giỏi năm 2014. 27 hộ gia đình với 27 cặp bò bê lai đẹp được tuyển chọn từ 9 đội sản xuất đã đến tham gia hội thi năm nay. Phần thi lý thuyết, người chăn nuôi trình bày những kiến thức về cách chăm sóc, nuôi dưỡng bò thời kỳ sinh sản, cách trồng và chế biến thức ăn, các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho bò, v.v. Phần thực hành dựa vào các tiêu chí về ngoại hình, trọng lượng, chế độ dinh dưỡng để đánh giá thể chất, tỷ lệ máu lai của bò mẹ, bê con. Đây là lần thứ 5 tôi tham gia hội thi hồ chăn nuôi bò bê giỏi do công ty tổ chức. Và tôi cảm thấy là đây là một truyền thống đẹp công ty đã tổ chức ra để tạo cho công nhân có một kỷ niệm hưng phấn thi đua nhau trong quá trình chăn nuôi. Và qua cái hội thi thì chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều cái kinh nghiệm và kiến thức để hỗ trợ thêm cho trong công việc chăn nuôi bò. 3 năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Liên Ninh
đã đầu tư 4,5 tỷ đồng cho 442 hộ gia đình công nhân vay vốn chăn nuôi bò lai sinh. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi và thụ tinh nhân tạo bò. Nhờ có chính sách phát triển chăn nuôi phù hợp, nên đến nay, công ty có tổng đàn bò 860 con, với 100% là bò lai sinh, và trở thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chăn nuôi bò lai sinh. Chăn nuôi bò lai sinh đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống của công nhân trong công ty. Năm nay thì công ty Lenin tổ chức cái hội thi hồ chăn nuôi bò bê giỏi phải là đạt thành công tương đối tốt, và nó thể hiện cái chất lượng bò năm nay là quá đẹp. Chủ hồ đưa đến những con bò phải là tỷ lệ máu lai là trên 75%. Chúng tôi thấy rất phấn khởi và tiếp tục cho năm 2015-2016 công ty tiếp tục phát động cái phong trào này, đặc biệt là đưa cả cái giống mới và sẽ cải thiện cái hội thi mang cái tính chất cao hơn, thuyết phục hơn cho công nhân lao động. Hội thi hồ chăn nuôi bò bê giỏi là hội thi truyền thống được tổ chức 2 năm một lần để người lao động được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chăn nuôi bò lai, đồng thời cung cấp những kiến thức mới về kỹ thuật nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh và khuyến khích người chăn nuôi ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật đầu tư phát triển chăn nuôi bò lai sinh. Những năm trở lại đây, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng gia trại ở huyện Bố Trạch đã có bước phát triển mạnh. Trong đó, nhiều mô hình đã đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Hiện toàn huyện Bố Trạch có hơn 70 gia trại, bình quân cả gia trại cho thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng một năm. Kinh tế gia trại ở Bố Trạch đã góp phần cải thiện đời sống và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Để khuyến khích các hộ nông dân đầu tư phát triển chăn nuôi với quy mô lớn, huyện Bố Trạch đã và đang có nhiều chính sách khuyến khích như tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi được tiếp cận với nguồn vốn vay, tổ chức tập huấn cho các hộ chăn nuôi về khoa học kỹ thuật, cả quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi và các biện pháp phòng trừ dịch bệnh. Những năm gần đây, người lao động trên địa bàn xã Hải Trạch đã tìm hướng thoát nghèo, nâng cao thu nhập cho gia đình bằng con đường xuất khẩu lao động. Hiện nay, toàn xã Hải Trạch có hơn 500 người đi xuất khẩu lao động, trong đó tập trung ở một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia. Hầu hết số người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đều có thu nhập khá, tích lũy được vốn gửi về cho gia đình. Bình quân mỗi tháng, một người lao động gửi về cho gia đình từ 15 đến 20 triệu đồng. Từ nguồn thu này cũng đã góp phần giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống. Hiện số hộ nghèo trên địa bàn xã đã giảm xuống còn 5%. Công tác xuất khẩu lao động đã và đang giúp rất nhiều người dân ở tỉnh Quảng Bình nói chung và người dân xã Hải Trạch nói riêng nâng cao thu nhập, có cuộc sống ổn định, từng bước phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo theo chuẩn nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa đã huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Tuy nhiên đến nay, địa phương mới chỉ đạt được 11 trên 19 tiêu chí, do vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư. Khó khăn lớn nhất trong thực hiện xây dựng nông thôn mới ở xã Tiến Hóa hiện nay là tiêu chí về xây dựng đường giao thông nông thôn. Toàn xã Tiến Hóa mới chỉ bê tông hóa được 14 km đường giao thông nông thôn liên xã, 7 km công trình đường liên thôn liên xóm và đường nội đồng. Đồng thời, Ủy ban nhân dân xã Tiến Hóa đã triển khai làm được tuyến bê tông đường nội thôn Tam Đa vào chợ trung tâm với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng, tu sửa được 150 km đường nội thôn. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển giao thông trên địa bàn xã vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Địa phương cũng đã có kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông nông thôn, liên xóm. Song khó khăn nhất vẫn là vấn đề kinh phí thực hiện. Tiêu chí về giao thông nông thôn là một vấn đề quan trọng. Lúc đầu quán triệt với dân thì dân chưa tay tin lắm, nhưng mà trong quá trình thực hiện thì dân mới thấy được đây là một cái quyền lợi sát sườn, cho nên bà con hưởng ứng rất đông, không những về công sức mà còn là hưởng ứng nhiệt tình về vấn đề là đóng góp hiến công hiến của hiến sức, rồi là hiến đất hiến cây để mở rộng đường và thông đường theo cái chỉ đạo của thôn, của xã. Không chỉ khó khăn về tiêu chí đường giao thông nông thôn, mà đến nay tiêu chí về thủy lợi, xã Tiến Hóa vẫn chưa thực hiện được. Trên địa bàn xã có 40 km kênh mương nội đồng, thì mới chỉ có 15,5 km kênh mương được bê tông hóa, đảm bảo dẫn nước phục vụ tưới tiêu. Còn 24,5 km kênh mương nội đồng còn lại vẫn chưa được bê tông hóa.
Từ khi bắt đầu năm 2011 thì hội nông dân xã là giao cho mỗi chi hội là đảm nhiệm một tuyến đường về tuyến đường chi hội tự quản. Hàng năm thì đã có thể tu sửa bùa là tu dưỡng bờ dưỡng và là chăm sóc cái tuyến đường của mình sạch đẹp, thực hiện cái việc cứng hóa giao thông nông thôn. Cái đợt vừa rồi thực hiện theo cái chủ trương của huyện về hỗ trợ xi măng, thì hội đã có cái công văn hội nghị để chỉ đạo các chi hội vận động hội viên nông dân là tham gia đóng góp để rồi là làm đường giao thông nông thôn. Vừa rồi thì hội là phối hợp với hội nông dân huyện là tổ chức làm điểm với mô hình dân vận khéo ở đơn vị Đông Thủy, thì để sau đó để nhân rộng ra các cái đơn vị khác. Ngoài hai tiêu chí quan trọng đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn nói trên, thì còn khá nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà xã Tiền Hòa còn chưa thể thực hiện được. Đó là các tiêu chí như cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, vân vân. Bà con nhân dân đã có cái nhận thức được là cái mục đích, ý nghĩa của cái công tác xây dựng nông thôn mới về cái quyền lợi nghĩa vụ của bà con là bà con nhận thức được đó là làm cho mình, cho nên là đồng tình hưởng tham gia. Chúng tôi là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để cho bà con nhận thức sâu sắc hơn nữa, rồi cùng nhau để phấn đấu 100% nhân dân đều thực hiện cái công tác xây dựng nông thôn mới này, đồng thời là tranh thủ mọi cái nguồn vốn, huy động các cái nguồn vốn này là mọi sự hỗ trợ của các cái doanh nghiệp, các sự nghiệp đóng chân trên địa bàn, rồi sự hỗ trợ của nhà nước để rồi cùng vận động nhân dân đóng góp sức, đóng góp công của để thực hiện được cái chương trình xây dựng giao thông nông thôn trong 2015. Mặc dù đã huy động mọi nguồn lực linh động trong sử dụng vốn đầu tư, nhưng với xuất phát điểm ban đầu khá thấp, tình hình phát triển kinh tế xã hội chưa có sự đột phá, đã khiến cho tiến độ thực hiện các tiêu chí của xã Tiền Hòa, huyện Tiền Hòa bị chậm so với mục tiêu đề ra. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân, thì rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp các ngành để hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đến mùng 5 ngày mùng 6 tháng 10, khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió tây đến tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió tây bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió tây bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, có mưa, có nơi mưa vừa, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 10. Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ.